Rồi, ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Và ngày hôm nay thì Khải có một tin thông báo khá là buồn đối với tất cả anh em hay xem livestream kênh của Khải. Ngày hôm nay thì bang cũng vừa nhận được cái vòng top tranh hùng bang hội được hạng 5. Thì bang của Khải được phần quà cũng khá là nhỏ nhỏ, không nhiều lắm nhưng mà đủ anh em có thể trang trải và phát lương cho anh em. Thì đây, đầu tiên là cái áo hiệp cốt mắt ộp. Đó, nói chung là hàng top 5 của bang nên là chỉ nhận được phần thưởng như thế này là thấy ngon rồi, anh em hãy mắt ộp cực phẩm nha. Rồi 20 viên thủy tinh đó nằm trong cái hạt thủy tinh này nha anh em, 20 viên mỗi loại như thế nào đó, hình xui đâm đâm. Rồi một cục hiện tinh 4. Rồi một con dấu dạo bệnh viện. Rồi, nói chung là hết rồi. Bang Khải chỉ được 4 món như thế này thôi, Khải bỏ rượu rồi. Nói chung là thông báo với anh em thì hôm nay thì bang Khải phát lương cho tất cả anh em và kèm theo cái quỹ ban còn dư 24 kim này nữa. Ngày hôm nay Khải sẽ phát tổng lượt tất cả cho anh em trên ban của Khải luôn. Ai được cái gì được cái đó thôi, Khải sẽ show cho anh em xem màn hình luôn. Chung là ban Khải hiện tại bây giờ chỉ còn nhiêu này thôi anh em ơi. Đây, đầu tiên là Khải này, thứ hai là Duy này, thứ ba là Khánh này, thứ tư là Nam Phong này. Rồi Tấn 29 này thì HN này thì bỏ game này hơn 10 ngày rồi là không nhận lương được rồi. Rồi Tèo Văn Thu Tội này, Nghĩa này, Thanh Võ Đan này, Phương này, Tiến Mao Tiến này, Tuấn Thiên Nhẫn này, Bôn Khùng này, Điệp Một Lóc Quy Tiên này, Việt Hiền Trân này, Trường Mẹ Vợ Cho Nghèo thì ông này ao bang cách đây hơn nửa tháng này không có phát. Rồi Hà Sấy Thuộc Quân này. Rồi 27 là Tiến VIP này, Tuấn Nhóc này, những cái này không gạch sẽ nhận lương này, ăn đồng chỉ đủ luôn nha anh em, không có thiếu ngàn nào nha. Rồi Phi Mafia. Rồi ông anh Hồng Việt này, cái bang ghẻ mới vào bang thôi, tí nữa chắc cũng chích được cho anh ảnh khoảng 500 xu. Rồi Trung Vegeta. Rồi Bình, những người này Khải sẽ chia đều hết 24 kim này. Nói chung là cái nào cũng rõ ràng, không muốn lấy của anh em gì cả. Đây, tại bây giờ đây 24 kim là được đây. Ban Khải đang có quỹ ban là 24 kim 700 xu nữa, 24 730 xu cộng theo phần ban top 5. Đó, được bao nhiêu sẽ chia hết trên đầu người luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Thảo Nhân nữa, 10, Thảo nữa nha anh em, ông này cũng vô bàn rồi. Quay tính lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 người này, 19 này, 20 này. Rồi anh này là cái băng ghẻ này, là cho 21 đi mà anh này mới vô bang là chắc phát là tí 50 thôi. 20 thôi em, 20 người thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 người thôi. Đó. Chia đều 20 người. Anh cái băng ghẻ, cái băng ghẻ tí nữa phát anh em 100 xu chơi thôi. Tại vì mới vô bang hôm qua hôm kia thôi nè. Rồi, đó, không có băng cái nữa đâu. Đấu giá cái phần lương này, phần thưởng top 3 này, top 5 này như thế nào rồi bắt đầu phát điều cho anh em luôn. Ok, chúng ta cùng về lại vị trí bàn nha. Nói chung là còn hai mấy người thôi. Rồi, ok. Đấu giá thôi. Ok, ok, đủ cho anh em ơi, đấu giá thôi anh em ơi. Lô lô lô, nghe không anh em ơi. Rồi, bắt đầu đấu giá thôi. Đây, đầu tiên anh em muốn đấu giá gì trước đây? Chiếu dạo bệnh viện này, hiện tinh 4 này, 20 viên thủy tinh với lại áo hiệp cốt. Anh em thích đấu nào trước này mày, lên tiếng đi. Tắt cái thằng ram tinh 30. Tắt rồi. Giờ đấu gì trước này mày? Ok, gì cũng được đúng không? Ok, áo hiệp cốt. Thôi áo hiệp cốt cuối cùng này cho nó hấp dẫn đi. Rồi, hiện tinh 4. Không biết như thế nào nhưng mà không biết giá luôn anh em ơi. Khải cho anh em 500 xu thôi, đấu vui thôi. Cái này không biết giá bao nhiêu đâu, Khải không biết giá bao nhiêu đâu. Lên 200 xu, đó. Hiện tinh 4 anh em lên anh em. Không biết thì giờ không giờ ai chơi đâu. Đó, anh em nhắm giờ đấu giá nhanh thôi anh em. Đấu giá rồi còn phát lương rồi những bị quả bạn kia. Không tính em trong xu à? Rẻ vậy. Ủa, hiện tinh 1 2 mới thấp nhất chứ em, cái này đua top ra mà hiện tinh 4 thấp à? Không ra hả? À ok. Giá hiện tinh này là gọi dạng cùi rồi, sẽ 100 xu. Lên anh em. Thôi, nhảy 100 đi, nhảy 100 đi. Lên đi anh em ơi.
200 đó, khai đấu lên cho anh em có lương luôn. Nói chung là không biết giá bao nhiêu mà anh em nói không có giá, nhưng mà khai đấu cho anh em 500 xu luôn đó. Anh em nói không có giá, Khải vẫn đấu cho anh em 500 xu. Không biết bao nhiêu anh em, tại vì Khải chơi chưa chơi server đồ tím bao giờ. 500 xu anh em ơi. Tại vì nhiều anh em nói là không có giá, nhưng mà thôi không sao, cứ đấu cho anh em có lương. Lần 1 anh cứ tất cả 100 cho anh em thì còn rồi. Anh đúng rồi. Nếu mà người ta không đấu thì anh cướp đi vòng 1 nữa phải chứ. Không không, cứ chắc nó đúng thứ tự cho nó vui em. Chứ chắc thành 1 nhiều khi anh em lại nói là ưu tiên quá, cứ theo lực thôi. Nên nhâm sâu lần 1 em ơi. 10 giây sẽ nháy một lần anh em, 10 đến 15 giây sẽ nháy một lần. À bỏ rồi hả? 1 2 3 bỏ rồi. Ok anh em. Tại vì Hải Khải chưa chơi server này lần nào. Rồi, lần 2. Lần 2. Cứ thử một viên cho vui anh em, tại vì cái vật phẩm này có đấu giá bàn mà. Rồi cho anh em lên. Không lên chốt nha, chốt nha. Rồi, chốt nem nhầm sâu, lấy nem nhầm sâu bỏ ra này. Đây, một viên hiện tinh được của Khải nha. Rồi. Tiếp tục này, một con chiếu dạ bên viễn này. À, một kim lên 200 xu, đó cho anh em đấu thoải mái luôn. Một kim thôi anh em. Ba kim cho anh em theo C. Ba kim cho anh em theo C. Bốn kim cho nhân vật hờ hỏ. Bốn kim cho nhân vật hờ hỏ anh em ơi. Bốn kim nhựa. Lần một cho nhân vật hờ hỏ. Bốn kim bằng bằng tự mua. Mất với hiền tình ạ. Nói chứ bà Tân không được đấu giá đó bà Tân ơi. Cái đây nói thẳng nha. Bà Tân nói thiệt. Đúng rồi. Không được đấu giá nha. Đúng rồi. Không, không đúng rồi, không hoạt động Khải nói không, cái này là nói thiệt anh em, không được đấu giá. Tại vì những anh em tâm huyết thì anh em mới được đấu giá thôi, chứ còn bà Tân này vào ban cho vui không được đấu giá đâu bạn. Không được đấu giá đâu bạn ơi. Bạn thông cảm. Thiệt, thiệt. Cái này là quyền lợi của anh em nè bạn ơi. Không, mua không được. Ủa anh em hoạt động ban. Thông cảm, đúng rồi, nói chung là thông cảm. Chứ mấy con nói còn mất lòng nhau anh em, thiệt, cái này Khải nói thiệt. Không, mình chơi là đàng hoàng anh em, cái nào nói thiệt, cái nào ra cái đó anh em. Lần 2. Đó là không không phải bàn cãi rồi, ban nào cũng vậy thôi anh em. Rồi ok, chốt anh nhân vật thợ hỏ, không ai lên nè, giao dịch anh ơi. Ok anh, mua em 4 kim để em gửi nha, đây 4 kim này. Không được đâu bạn ơi. Bây ok này, số tài khoản này, số tài khoản đúng không? Để giống nha anh em. 0971728071. Trần Nguyễn Duy Khải. Giá 68 anh nhé. Rồi. 68 thôi, lấy này, giờ còn 68 thôi nè. 4 viên này, đây là mua lẻ. Còn mua nhiều bán số 7 nhân 4. 272, lấy anh 2270 thôi. Rồi, ban đi. Bớt anh 2k cho nên nhanh. Rồi bỏ ra 4 kim nha, cái này là 4 kim của anh nhân vật ở họ nha. Đó, nói chung là Khải livestream luôn, làm video các kiểu luôn, là không có mất ngàn nào của anh em nha, có vấn đề nào thì cứ bị em. Rồi đó, con chiếu dạ bà vô nè, ban tiền đi anh ơi, cho số điện thoại nhé. Ủa đó anh 0971728071. Momo a nó bị lắc. Trần Nguyễn Duy Khải, anh em chờ chút nha. Rồi xong nha, xong chiếu dạ nha. Giờ tiếp tục này, cái này là 20 viên thủy tinh nha anh em. Ờ, trong này là có 20 viên nha. Hay là mở ra đấu từng viên hay là đấu một bao luôn anh em? Mở ra luôn hay là cả bao? Cả bao thì anh em có người có người không ấy. Giờ anh em quyết định sao, giờ mở ra mình đấu 20 viên. Một tốt nhất là bây giờ nha anh ạ. Bỏ ra đúng rồi. 5 viên 1. Đúng rồi, 5 viên 1 đi, ai cũng có cho vui chứ, giờ một bao này 20 viên anh em. Ừ. Rồi ok, nói chung cứ theo quyết định anh em thôi, mở này. 20 viên này. Đó. Được bao nhiêu được viên? Quá rồi, ngon này. À, ngon anh em, được 1 2 4 5 8 viên tử này. 8 viên tử là ngon rồi. 8 viên tử rồi 2 3 4 9 viên lam, 3 viên lục. Ok, quá ngon, quá ngon. Rồi. Đếm coi thử nhận tiền chưa này. Rồi em nhé. Rồi ok, đã nhận 270k, đã nhận 270k. Về nhận ngựa luôn anh. Biển Kinh Tây. Giao dịch ngựa luôn anh.
27 thôi, nhà cao đó 278 anh em. Ok, nói chung là mình chơi cái nào không phải xong phải anh em. Tại vì Khải sợ mang tiếng anh em, anh em không hiểu đâu, tại vì lúc trước á có người bảo Khải là nhận 32 kim của bang ôm anh vãi nồi. Nên là Khải thua rồi. Tại vì lúc nào Khải cũng đấu giá phát lương cho anh em hết con bang mà lại có người đồn như vậy. Nhưng mà tôi hỏi chuyện anh ơi. Thì tin là sẽ đấu hiện tại bây giờ là đầu tiên thi bộ đây em ơi. 3 bộ 3 viên đi. Rồi tiếp tục còn lại sẽ đấu lẻ. Rồi đúng bạn nè anh ơi. Ừ. Anh sẽ đấu bộ đi. Tại vì anh em sẽ có nhiều anh em hóng bình đó. Nên là đấu bộ cho anh em dỡ xài. Rồi, nhưng mà họ xong nè. Rồi tiếp tục anh em ơi. 1 2 3 này, một bộ này bằng 300 xu thôi, lên 20 xu cho vui nè. Đó, cho anh em đấu nè. Lên anh em. Một bộ anh em ơi, một bộ 3 viên nha. 400 xu. Một bộ 400 xu. Khai đấu cho anh em 600 xu. Đấy. Đúng rồi, mời ra thì tin đấu vô chính xác nè. Chứ đỡ nguyên một bao thì không biết ai mà đấu nè. Sớm xu nè em ơi. 600 xu. Lần 1. Lên. Này là quyền lợi của anh em muốn đấu thì anh em đấu lên một chút, anh em lấy anh xài là anh em tùy của anh em thôi. Giá thị trường tầm này nó hơn 200 rồi anh em. Giá thị trường tầm này nó hơn 200 rồi. Khải cố gắng Khải đóng ít Khải không binh thôi. Lên em ơi, lần 2. Lần 2 anh em ơi. Hiện tại có khoảng 20 viên anh em, 20 viên anh em. Lần 2. Rồi như thế này không ai lên chốt nha, 10 giây tầm 15 đến 10 giây là Khải chốt này. Lần 3 này. 600 xu này. Được Khải đi đổi xu coi đã. Dưới ơi. Dưới ơi. Em đi đổi xu giùm anh 4 kim giùm anh rồi không? Giờ anh đi đổi sợ nó lộn tiền quỹ quá. Ừ, đi đổi giùm anh 4 kim đi. Đổi giùm anh 4.000 xu đi em. Anh đưa cho em 4.000 xu giùm này nè, đỡ bị khỏi khỏi lộn anh em. Em lấy tiền em đi đổi trước. Đúng rồi, đúng rồi, lấy tiền của em đổi cho anh mà giùm anh coi. Anh đưa cho em 4 kim này. Đợi tí nè em ơi. Tại vì Khải cũng phải đấu ít thì tin đỡ hóng binh đó. Nên là giờ mà đi đổi thì nhiều khi nó bị lộn của anh em nên thôi cứ đứng yên một chỗ thôi. 4 kim này của Khải là Khải đổi gì thôi. Rồi, Duy đi đổi xong rồi đấu giá tiếp này em ơi. Đây đợi tí nè em ơi, cho nó khỏi lộn. Đấu rồi, đấu rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, đúng 20 viên thì tính nào em. Làm thịt rồi. 400 ông đấu, 4, 600 xu ai đấu nữa vậy à. Thì giá thị trường nó hơn 600 xu mà anh em. Thì Khải đang cần không binh Khải đấu thôi. Anh em nào cần thì đấu thôi. Nói chung đấu được thì lương cao thôi. Còn đấu ít thì anh em lương thấp thôi. Biển tay em ơi. Thì tầm này nó là 200 rồi mà. Tầm này anh em vần ra nhiều anh em nên là thì tin nó xuống giá rồi. Anh đấu bằng giá thị trường. Đúng rồi. Rồi giao dịch. Anh mừng 4, anh đưa 4 kim, đổi cho anh 4 kim này. Khỏi lộn thôi em. À, đồ này nhận thưởng tốt anh em ơi. Hello 350 anh em đang xem và đồng hành cùng ban của Khải nha anh em ơi. Khải đấu giá xong rồi anh em ban Khải sẽ chuyển qua thiệt thớ nha anh em. Rồi ok. Khải cất 8.000 8 cục vô này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Ok nè, giờ Khải mua 3 viên thủy tinh là 600 xu nha. Đây, bỏ ở đây. Cái nào rõ ràng ở đó anh em. Đó, 3 viên mỗi loại nha. 1 nè, 2 nè. Rồi, ok, tiếp tục. Đó, tiếp tục anh em ơi, lên. Rồi, lên em ơi. 300 xu lên 20 xu anh em ơi. Đấu đi anh em, không ai đấu à. 400 450 500 cho anh em lên. 500 Khải trước rồi, chứng thần lên 520 đi. 530. Đang cần thị tinh nữa. Ai cũng cần cả Hải ơi. Tại vì trong ban Khải chủ yếu ưu tiên anh em hoạt động trước bạn ơi. Nói chứ không hoạt động không được đấu giá đâu. Cái đó thì nói thiệt rồi. 530 cho anh em lên anh em.
Ông ngoài lên chốt ơi. 530 lần 1. Rồi cố gắng làm vài bộ đẹp nè. Thôi lần này đỡ gì đâu đi. Xúc luôn Khải hả? À? Xúc thì cũng được thôi mà đỡ từ từ nè. Anh đi đi, anh lấy mấy bộ xúc đi đưa. À ok. 550. 550. Chúng là tầm này thấy tính rẻ rồi, anh Evan ra nhiều anh em. Mới ra Evan mới á. Năm trăm năm mươi lần một lần hai chỉ có ba bộ thôi em, nếu mà đấu xong ba bộ khải ngừng là đẹp rồi, còn lại thì thiền tinh kia anh em tự xử thôi. Vì hóng binh á phải cần đủ ba bộ là đẹp rồi. Chốt nha anh em, lần này là 530 nha. Đây 500 xu này, à 550 nhầm, 550 rồi. 50 xu này. Rồi một bộ nữa nha. Một viên này. Hai viên này. Ba viên này. Đó. Khải đấu được hai bộ này. Đấu được bao nhiêu là hết trên rương nha anh em. Không có bỏ vô rương cái nào nha. Đỡ nhầm nha. Rồi tiếp tục bộ thứ hai, bộ thứ ba. Bộ cuối cùng anh em ơi. Bộ này bộ cuối cùng. Rồi còn lại là... Mà ba còn lại là... Bộ này nếu mà bộ cuối cùng thì còn lại... 5 viên tử và 6 viên lam. Rồi. 450. 450 nè em ơi. 450 nè em ơi. Tiền đề chết người ạ. Nói chung là cần thì mua thôi em. Tầm này giá thị trường nó không giỏi đâu mà. 500 là như tiền đề chết người nè em. Cần là mua thôi, cũng chẳng gì. 520. Rồi 520. Đợi em bộ này đi. Anh hai bộ được rồi. 520. 520 lần 1. Không lên lần 2. 520 lần 2 anh em ơi. Rồi, 520 lần 3. Chốt em ơi, giúp giật em ơi. Ok. Ok, ok. Rồi tiếp tục anh em ơi, bây giờ sẽ đấu một lần 2 viên nha. Đấu một lần 2 viên nha, x2 bằng 100 xu, lên 20 xu. Đấu được anh em, ai cũng có thể đấu được, có thể lên đảo này nọ anh em. Đó, 2 viên nha, đang 2 viên anh em, x2 là 2 viên nha. Rồi anh em 20, 2 viên anh em ơi. 2 viên. À, không ai đấu ta, anh em thì tên là anh em chờ, anh em không mua ta. 150. 150. À, Khải 200. 200. Hai viên này Khải mua 200 anh em. 220. Hai viên ghi cho nó nhầm. 220 lần 1. 220. Này 300 tính ra vẫn rẻ, 300 luôn. 300 em ơi. Kim út nhá. Hả? Cái gì em? Không. Khải nhường người ta một bộ đi, đúng rồi, nhường một bộ rồi anh em. Chung là trong này đấu giá thì anh em cần gì đấu thôi. Chứ giờ ai cũng cần mà, Khải cũng đang cần hóng binh làm series hóng binh anh em. Ít hôm Khải nghỉ vần nữa, kiếm ít thủy tinh hóng binh thôi. 320. Cái này 2 viên nha anh em. Có phi vân bán kìa, phi vân anh em nào có tiền thì mua đi anh em. Tầm này tiền đâu mà mua phi vân chạy được. 320. Lần 2. Rồi giao dịch em ơi. Nhường nhau xài bây giờ anh em không đấu giá thì có hai anh em mình đấu rồi ấy. 32. Áo hòa thủy nè mày, áo hiệp cốt. Chung là Khải đấu cao thì cho anh em có lương cao thôi anh em. Còn hai anh em có thể mua ngồi của tiền em thôi. Chúng mua ngồi giá nó không tầm đó à. Lên anh em. 100 xu. Tiếp tục, 2 viên tiếp tục. 2 viên tiếp tục. Rồi tiếp tục, lên luôn. 320 luôn, giá cũng gì luôn.
320. Nhanh tay. 320. Giá cũng gì luôn. 34. Đó, giải chứ. Ông cái băng ghẹ lên. 34. Khải lên 36 luôn. Đó. Hình xui 36 anh em. Đó. 36. Ôi 38. Đó, thấy chưa? Đấu vậy cũng có lương anh em chứ. Ai cũng cần cả. Cứ thích lên thì có lương anh em cao thôi. Chứ ai cũng cần mà anh em. Đã đấu giá, đã vô đấu giá là không có gọi là cái gì cả, đã vào đấu giá là ai cũng như ai. Cần thì đấu, không cần thì thôi. Không có nói đến chuyện tình cảm anh em. Tình cảm là vấn đề khác anh em. Vấn đề đấu giá là vô là ai như nhai thôi. Cần thì đấu, không cần thì thôi. Đấu cao anh em lương cao thôi. 328 lần 2. Thôi ngừng. 38 chốt nha anh ơi. Rồi chốt anh ơi. Biển Kinh Tây giao dịch. Rồi 38 cho anh cái băng ghế giao dịch. Hai viên này đó. Chung là công bằng cả, không có ai ưu tiên ai. Vô đấu giá là cứ công bằng mà vuốt thôi anh em. Cũng như anh em ra mấy cái phiên đấu giá ngoài thế giới này nọ cũng vậy thôi. Cứ thích là múc thôi. Đã vô đấu giá là không có gì lực gì nữa. Cứ thích thì mua, không thích thì thôi. Tiếp tục. Đơn anh em. Hai viên tiếp tục. 200. À, lên 300. Đó, lên nhất nhất nhá, 300 anh em, 304. 304 anh lên 36, gì lên đi em. Lên 38 đi em. Đấu giờ này nó vui anh em, ai cũng có cho vui anh em. Chứ đấu một lần 6 viên thì chắc chắn chỉ có 1 đến 2 người mua à. Như đấu này có thêm được anh cái băng ghẻ đó là 3 thành 3 người được đua, được đấu giá rồi đó anh em. Làm bộ nữa đi cái băng ghẻ. Ừ, làm bộ đi anh, 38 đi. Đó, vậy chứ. 38. Ok anh. Đó. Đấu 6 viên rồi, em đấu 5 viên rồi. Anh 6 viên rồi. 4 viên đi là 15 viên. Đó, 38 nhành cái băng ghẻ đó, anh em nào cần thì lên tiếp thôi. Đó, thêm mọc thêm người thứ ba cần thì tin anh em. Nói chung là hợp giá thôi, chứ giờ mua cao quá không được. Cái vòng sáng nhìn nó lộn nha, vòng sáng nghe bên thứ 2. Mọc tiếng nhạc anh em nghe cho nó vui. Rồi, nói chung là đấu giá là công bằng cả anh em ơi. Anh em nào cần thì mua, không cần thì thôi, không sao cả. Giá đấu giá được cao thì anh em có đường cao thôi. Rồi, chốt anh ơi, không ai lên, chốt thôi. Hiện tại trong ban Khải chỉ còn tầm 20 người thôi anh em. 20 người, tí nữa phát được bao nhiêu phát hết 20 người thôi. Không có giữ ngân nào luôn. Khải phát là phát sạch luôn. Kêu dây nhanh tay một chút hả? Đúng rồi, đấu chủ yếu cho anh em lưng cao thôi chứ còn. Rồi xong, còn tiếp tục. Tiếp tục anh em ơi. 100. Rồi. Hai viên tiếp tục anh em ơi, hai viên tiếp tục anh em ơi. 300 xu. Ấy cha cha, 303 mà nhanh vậy. Phải. 33. 33 kiểu này lên 350. Ở đâu? 350 rồi kìa. Phải rồi. 37. 37 anh em ơi. Rồi 37 rồi. 37. CM khi nào khó công thành hả? Hello 400 anh em đang xem nha. Chúc anh em một buổi xem livestream vui vẻ anh em ơi. Server thì Khải nghĩ chắc khoảng 1 tháng là có công thành em ơi. 1 tháng là có trong công thành anh ơi. Kìa ai lên đi, Khải lên đi. Ok. 370 anh em ơi, không ai lên lần 2. Thôi chốt gì ơi, 37 là được giá rồi nè. Đó lộn. Rồi giao dịch.
nó chấm đâu. Rồi còn 3 viên cuối cùng nha anh em. Chuẩn bị đấu giá 3 viên cuối cùng nha. Đấu một phát 3 viên. Ừ, một phát 3 viên luôn cho nhanh. X2 này. 3 viên cuối. Đó cho anh em biết. À, 150 xu lên 20 xu. Đó. Lên anh em. 470. Ông kia còn 400 nữa, tầm này còn 400. Tầm này mà còn 400 đó, nên cho mai anh em. Tầm này mà 400 gì anh em. Tầm này mà 400 gì. 600 đó. 600. 620 luôn. Đó. Lên khoảng 1.620 luôn. 6.2 anh em. 6.2 lần 1. Được bảy đấu được bảy viên. Lần 1 3 viên nha anh em, lần này 3 viên. 2 viên lam, 1 viên tử nha anh em, 2 viên lam, 1 viên tử nha anh em. Lần 1. Anh em like chia sẻ giùm anh em ơi. Không cái áo thôi hả? Rồi ok anh em, đúng rồi, không cái áo thôi anh em ơi. Lần 2 cho anh em. À. Chốt đi anh em. Rồi ok, chốt. Đây anh em ơi. Đây nha, 3 viên này là 620 xu. 620 xu. 1 này. 120 xu này. 620 xu, cái thấy 3 viên nha. 1 này. 2 này. Rồi, còn cuối cùng cái áo nha anh em. Còn cái áo nha anh em ơi, cái áo này á Khải sẽ khởi giá cho anh em đó là 5 kim. 5 kim thôi, giá hợp lý là em đó thôi. Lên 200 xu. Lên. Áo hot nhất anh em ơi, 5 kim. Cho anh em lên một áo phục hồi mắt ộp, 50 mắt ộp. Sao nói số mà nói số là gì anh em. Lên em ơi, 5 kim lên 200 xu. Cho anh em đấu anh em ơi, 6 kim đi anh em. Anh em nào lên anh em ơi. Lấy luôn đi Khải à. Lấy luôn áo này à. Nếu mà lấy áo này chỉ ra bán thôi anh em ơi, không có xài được. Khải đâu có xài áo này làm gì. Nếu mà Khải xài cái áo này thì đâm ra cái vũ khí thì xài vũ khí gì. Vũ khí tóc 30 độc sắc hả anh em. Tóc 30 độc sắc hả. Năm kim anh em thấy áo này rẻ hả. Khải đấu nha anh em, không đấu Khải đấu Khải bán lại ấy. 6 kim đâu anh em. Không, 6 kim một teo chưa. Đâu nói là quê ta vui rồi. À ok, 6 kim cho tèo. 6 kim cho tèo anh em ơi. Tèo đấu đúng không? Tèo đang đấu ạc của em đúng không? 6 kim. Lần 1. Áo này anh em ơi, đấu anh em ơi. Khải lên cho anh em 7 kim luôn. Nếu mà mang áo này anh em, nếu mà con lôn mang áo này á thì cực kỳ ngon luôn, nhưng mà phải đi đào độc sắc. Đó. Phải đi đào độc sắc. Mặc áo thủy đúng rồi. Phải đi đào độc sắc. Phục hồi 50 khắc 40 hoàn toàn nha anh em. Nếu mà mang áo này, nếu mà con lôn mà đánh áo đó này quá đẹp ấy. Lướt nhanh. Thôi không được, không được, không được. Không được đấu làm rồi. Để anh em tâm huyết, anh em là mua anh em xài thôi. Hoặc là trong ban những anh em hoạt động thôi. 7 kim anh em ơi. Áo này có giá trị mà anh em không đấu thì 7 kim anh em. Nói chung anh em cảm thấy có giá trị, có thể xài thì đấu anh em. 7 kim. Đúng rồi, nếu mà cầm cái áo này á thì chắc chắn anh em thiệt ạch con lôn nó trâu hơn nữa anh em. Áo phục hồi 50 mà sinh lực 200 nữa, trâu hơn ấy. 8 kim, ok 8 kim. À, lên 9 kim. Nếu mà mang áo này được rồi, nếu mà mang áo này. Thôi đấu từ từ đỡ con tèo đấu đi. 8 kim 4. À, nếu mà áo này phải mang áo đồ 9 kim luôn rồi. Anh nên 10 kim vẫn ngon. Đúng rồi, áo này lên 10 kim vẫn ngon mà. Cho anh em đấu anh em không lên. Áo này 10 kim vẫn ngon thiệt. Nếu mà còn lông đao Khải cầm cái áo này á, trâu hơn áo 40 nhiều hoàn toàn nha anh em. Trâu hơn rất là nhiều luôn. Anh
mọc rồi. Mọc nhưng mà nghĩa là nó dòng 2 mất em. Dòng 2. Dòng 2 với dòng 1 là đẹp rồi. Dòng 2 nó là cũng khang, cũng khó. Anh nên 10 kim cho nó đẹp giá đi cho nào. View lại sách đồ khác là canh lắm em. Đúng rồi, nó là khổ. Tại vì Khải đang có cái áo, nếu mà mang áo này thì đao mọc lần 2. Đi đao kim sát thương lấy dòng 1 được mà. Đi đao kim đúng rồi, nếu đi đúng rồi, đi đao kim vẫn được đúng rồi anh em. Đi đao kim thì mất làm chậm anh em ơi. Mất làm chậm rồi. Làm chậm còn 40 không đánh được. Làm chậm còn 40 không đánh được đâu. 9 kim lần 2 anh em ơi. Không ai lên à. Thôi. Áo này thiếu Lâm chưa biết. Thiếu Lâm cũng được, Thiếu Lâm Thiên Vương là bán, Thiếu Lâm Thiên Vương là ngon luôn ấy. Thiên Vương liên đấu ba đạo. Đúng rồi. Áo này nói chung anh em nhắm mà xài anh em có thể bán nó ngồi vẫn được. Thôi tầm này Khải suy nghĩ anh em ơi, Khải không mua rồi. Chốt rồi. Chốt. Nhường cho người ta đi Khải hả? Khải định mua nhưng mà lên tới giá này Khải không mua được rồi. Nhường cho người ta đi Khải. Tầm này 9 kim là Khải không mua được rồi. Đâu biển kinh tay vô dịch em ơi. Chúng cũng suy nghĩ nhưng mà lên 9 kim thì không mua được em. Ok. Áo này nếu mà bán ra ngoài cũng hơn 10 kim anh em. Chắc chắn là vậy, tại vì áo này Thiên Vương này, Thiếu Lâm này. Nếu mà con lôn đi phá hành như anh em vừa nói á, mang áo này và mang một cái nhẫn kim nhưng mà nó mất đi cái phục hồi, mất đi cái làm chậm anh em. Chứ được một là một dòng chậm 40 từ đai lưng à. Kích Khải sao được. Đúng rồi, về view là set nữa chắc hơi bị căng em, tại vì đi theo phá hành áo thủy này hơi bị căng đó. Khó lắm, khó xài áo thủy lắm. Áo này Thiên Vương Thiếu Lâm thì được. Hảo Thiên nó mê kỷ à. Bình thường thôi em ơi. À biết rồi. Rồi xong rồi em ơi. Sao em Hảo Thiên me thì nói lúc trước inbox của mày ra còn mua, còn tầm này Khải chưa mua, đã Khải đang xài, Khải mua được, cố gắng Khải xài anh em. Mà thôi. 9 kim cho anh em cái áo hiệp cốt. Thiên Vương mua áo này ngon luôn. Cho anh em ban rồi. Anh em ban có bán thì bán cho anh không biết. Đó, có bán lại Hào Thiên thì bán 10 kim này anh em. Đó, 10 kim Thiên Vương nó chốt ngay. Đó, chứ Khải không có đấu, Khải gì đấu 8k, Khải đấu 8k4 thôi. Còn có mua lại thì anh em trong ban thì mua. Đó, Tèo ơi, có người mua luôn 10 kim kìa em. Đây, giật cái áo này anh em ơi. 9 kim cho Tèo nè. Chung là cái áo này Khải xác định nếu mà kinh doanh mua bán lại vẫn lời, nhưng mà Khải thì không mua đâu nè. Khải 8 kim từ Khải mua Khải xài luôn thì được. Còn mà hơn 9 kim mà Khải không mua. 2, 4, 6, 8, 9 kim này anh em đó. Có bán lại thì bán cho Hào Thiên luôn em. Hào Thiên đang đứng bên đứng đợi ấy. Đó, áo này bán thì 9 kim cho anh em. Rồi. Xong này đó. Hiện tại bây giờ đấu giá được cái này là Khải chốt này. Đợi Khải đổi kim hết nha, cho nó khỏi chặt rương nha anh em. Khỏi đổi để đổi chặt luôn nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 rồi đúng không? Đây 13 kim rồi nha. 14, 15, 16, 17. Tổng đấu giá 17 kim 240 xu. Tổng đấu giá 17 kim 240 xu. Đúng chưa? Cộng mấy quỹ ban còn. Rồi quỹ ban còn chỗ này 24.730 xu. 24.730 xu. Bằng. Cộng hết lại phát luôn anh em ơi, phát hết cho anh em luôn nè. Thôi anh ơi, 17 17240 41
970. Còn anh em đọc là đi theo ban tiệc thớ nha anh em. Qua tiệc thớ phụ ban tiệc thớ là kéo qua tiệc thớ luôn anh em ơi. Đâu rồi em tắt lại. Đó thông báo anh em coi ạ. Hiện tại bây giờ là ban mình là một con một anh em đọc, đó là anh em đọc 13 cuốn vào lòng bằng tịch đã khai đi soi thử đúng không nè. Thường cho chốt anh em ơi. Mấy tầm này là đã soi được anh em đọc cho anh em xem chưa? Thương Dương cho chốt nha. Anh em đọc này sẽ đi theo Khải theo ban tiệc thớ anh em ơi. Những anh em theo ban qua tiệc thớ thì hết 30 ạ. Anh em qua tiệc thớ rồi. Nói chung là anh em đọc này sẽ qua tiệc thớ phụ tiệc thớ luôn nha anh em. Chứ không có vụ bán ạ nha anh em ơi. Khải không có vụ bán ạ đâu anh em ơi. Cái này là về anh em tất cả về việc tiệc thớ thì hiện tại thì hôm qua đã chốt thì được khoảng 30 người, 30 ạ là hơn 15 người qua tiệc thớ rồi. Nên là anh em đọc này Khải sẽ đưa qua tiệc thớ cùng phụ tiệc thớ bên đó nha anh em. Chứ không phải là bán ngạc ra đỡ chia cho anh em đâu nha. Khải chia tất cả những này là 42 kim thôi. Còn lại mấy cái này là chuyển qua ban tiệc thớ đập phụ ban bên đó nha anh em. Rồi không xem được rồi. Bên này server này chưa xem được cái vào lắm một tịch này em ơi. Hiện tại con năm đọc này 13 cuốn nha. 13 cuốn vào lắm một tịch nha anh em. Đó còn anh em nào qua bên tiệc thớ thì qua bên đó luôn là phụ tiệc thớ luôn. Cái này chỉ qua phụ tiệc thớ thôi. Chứ này không bao giờ bán nha anh em. Cái này là đã nói là Khải là qua luôn. Còn anh em nào không qua thì thôi. Chứ còn anh em đọc này sẽ qua phụ tiệc thớ. Đó thông báo anh em vào luôn. Còn bây giờ là 42 kim này á, gần 42 kim. Hiện tại bây giờ là còn 30 xu. Là Khải bỏ vô thêm luôn, cầm 30 xu luôn này. Cho qua tiệc thớ luôn nha anh em. Đó là bằng 42 kim tổng cho anh em luôn này. Phát chia đều 20 người. 20 người trong tấm hình nha anh em. Bằng cả chia luôn rồi phát lương cho nhanh anh em. Chứ không phải là mình ra ban là mình giải tán ban hoàn toàn đâu anh em. Hôm qua khỏi ấy thì được hơn 30 ạc, qua bên đó thì hơn 15 người rồi. Chỉ còn 5 người là không đồng ý ra ban thôi. 5 người là không đồng ý qua tiệc thớ thôi. Rồi, đây. Mỗi anh em sẽ được 2 kim mốt này. Biển kinh tay nhận lương này. Cái này là Khải đưa ra cái đề xuất này là chỉ muốn qua phụ ban thôi anh em. Chứ không bao giờ bán ạc này nha. Ban này em giải tán anh em ơi. Em kêu anh em với lại một mỗi người đúng rồi. Mỗi người 2 kim mốt anh em. Trên này là trên tấm hình là 20 người nha anh em. Hiện tại bây giờ trên công hạt á, anh em xem bảng công hạt thử có gì vấn đề thắc mắc không anh em ơi. Trên bảng công hạt là Khải có up lên tấm hình này. Đầu tiên là Khải này, Duy này, Khánh này, Nam Phong này, Tấn HG là outban cách đây hơn nửa tháng rồi không được nhận này. Là coi như trừ bỏ luôn này, sẽ trích lại cho người khác là cộng hết lại là được 20 người anh em. Steel này, Ma này, Võ Đăng Thanh này, anh Phương này, Tiếng Mao Tiếng này, Thiên Nhận Túng này, anh Bôn Khùng này, Điệp Một Lóc Vi Tiên này, Việt Hiền Trân này, Hà Sấy Tục Quần này, Tiếng VIP này, Tuấn Nhóc này, những người đọc tên là đều có hotline từ đầu đến cuối ban này. À, thiếu một người bên trên chờ chút nè mày. Nhân nữa này, thiếu một người anh Thảo này, nhân vật họ này. Đây được Khải chụp lại nè mày. Được Khải ghi luôn cho này luôn cho nó rõ này. Tổng đấu giá này. Làm một cái bản hình luôn em. Chờ chút nha. 17240 xu. Đó. Anh cái bán ghẻ, tí nữa em sẽ trích cho anh, em cho anh cái này là riêng nha. Em cho anh 500 xu thôi. Cái này em không có tính quỹ ban tại vì quỹ ban nó chặn tiền 42 kim rồi. Đây. Tổng này. Tổng được. Khải sau cái bảng quận này lên em xem. 41.900. Nói chung là Khải xong cái này là Khải cho khỏe anh em ơi. 970 xu này. 41.970 xu. Khải cộng cho 30 xu này. Tổng được 42.000 kim này. Chia cho 20 người này. Còn 500 xu anh kia là Khải cho này. Khải cho này, cho riêng này. Đấy. Khải chụp lại tấm hình nha anh em. Rồi anh em xem lại cái tấm hình trên phòng Discord này em ơi. Công hạ. Để sau cho anh em trên live xem luôn. Đây. Đây, hiện tại bây giờ là ban Khải là trên quỹ ban hoạt động hôm bữa giờ với lại phát lương 32 kim là còn 24.730 xu. Với phần thưởng top 5 chia đều 20 người đó là Khải này, Duy này, Khánh Phá Thiên này, Nam Phong này, Tèo Văn Tù Tội này, Nghĩa này, Thanh Võ Đăng này, Phương này, Tiếng Mèo Tiếng này, Tuấn Thiên Nhẫn này, Bon Khùng này, Điệp Một Lóc Quy Tiên này, Việt Hiền Trăng này, anh này là bấm dây cho ban Khải này, Hà Sấy Thuộc Quân này, Tiếng VIP này, Tuấn Nhóc này,
Thảo nhân vật họ này, anh Phi Mafia này, Mafia thì mới vào ban cái đây hơn nửa tháng nhưng mà vẫn có hoạt động cũng được vài ngày, thì anh em cho ý kiến thử cái phát cho anh này đồng đều không hay là như thế nào anh em ơi? Tên gì? Phi Mafia mới vô ban được khoảng 10 ngày đổ lại đây, cũng có hoạt động tầm vài ngày đổ lại đây, thì anh em thỉnh nghĩ như hay là cái ông này là phát cho cái băng ghẻ một kim với lại Mafia mỗi người một kim là Khải khỏi bỏ ra 500 xu. Đúng không? Tại vì là còn hai người này là mới vô bang này mà. Đúng rồi, người nữa. Rồi ok. Là Khải khỏi bỏ 500 xu nha, rồi Khải bỏ ra trường em ơi. Ừ. Khải tốn 500 xu nè, khỏi tốn. Ok nè, bỏ nè. Đây. Tại vì hai người này mới vô bang mà cũng có hoạt động anh em. Đúng rồi, mỗi người 1/2 này, rồi Khải ghi nè. Anh Phi. Đúng rồi, cắt ra. Là một người một kim 50 xu. Nói chung là cũng khích lệ tinh thần anh em, và anh em qua bang kia thì qua luôn. Đó. Một kim 50 xu là nào? Là 21 em, 21 chia cho làm hai người mà. Hiểu không? Thì đúng rồi. Là cái công là 20 người là của người này là tính ra là chia làm hai là đủ luôn ấy. Là anh khỏi tốn 500 xu. Đây. Mỗi người phải cắt 100 xu thì mấy mỗi người kia mới được 1 kim chứ. Không, ý là em không hiểu à. Là giờ là hai ông này là 1/2 đúng không? 1/2 là sẽ tính là thành một công ấy em. Đúng rồi. Đúng. Thì mỗi anh em mình chỉ được 2 kim thôi chứ. Không. 2 kim 1. Gì ơi. Người 2 kim 1. Người 2 kim 1 này, anh tính cho nè, giờ tính nè, đơn giản nha. Nè mình nè. Giờ mỗi người đang 2 kim 1 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thì mình mỗi người 20 người là của mình làm 20 người là anh tính luôn anh Mafia luôn á em. Anh tính luôn anh. Rồi chứ anh Mafia rồi. Là anh tính luôn Mafia là 20 người rồi ấy. Là giờ là chích một nửa anh Mafia ra cho anh cái băng ghẻ là coi như là vẫn là 20 công thôi em. Đúng rồi. Đó. Nè cộng lại nè, Khải là 1 nè, Đỡ Cài đúng nè, 1 nè, Duy 2 nè, Phát Thiên 3 nè, Nam Phong 4 nè, Tèo 5 nè, Nghĩa 6 nè, Thanh 7 nè, Phương 8 nè, Tiến là 9 nè, Tuấn Thiên Nhẫn là 10 nè, Bôn Khung là 11 nè, Điệp 1 Lóc 12 nè, Việt Hiền Trăng 13 nè, Hà Sế Thực Vùng 14 nè, Tiến VIP 15 nè, Tuấn Nhất 16 nè, Nhân Thảo là nhân vật họ là 17 nè, Anh Mai Via là 18 nè, rồi Trung là 19 nè, đó bình Toshiba là 20 nè, đúng 20 chưa, đó chia của anh Mafia qua cho anh cái bánh ghẻ là xong thôi, đúng chưa anh em? Rồi đó tấm hình Khải đúng rồi, Mafia chưa có tên à, có tên rồi đúng rồi giờ em không rõ rồi, xem tấm hình nha anh em ơi. Đó Khải chia đều ăn đồng chia đủ hết cho anh em. Còn cái vấn đề anh em đọc á là hồi ý thì tất cả anh em trong ban là hết 15 người qua tiệc thớ rồi, và con em đọc này sẽ theo ban tiệc thớ luôn nha anh em. Đó không có bán không đồ vậy luôn, chỉ theo ban tiệc thớ qua phụ luôn nha anh em. Nói chung mình đã sang ban người ta, em lấy hộ Khánh Phá Thiên với cả mình cũng góp sức gì đó cho người ta anh em, chứ Khải không bao giờ tính đến cái đoạn mà anh em đọc được bán ra được phân cho anh em đâu, anh em không có đâu. Tại vì cái này là của chung của ban, anh em đi hết thì qua hết là ok luôn, là hợp lòng rồi. Nếu mà lúc anh em không qua hết tiệc thớ thì nó lại khác. Còn đây Khải nghĩ thì anh em đồng lòng hết thì ok rồi, mình muốn qua bên đó góp sức thì mình góp sức một bạn anh em đọc anh em. Rồi ok, bây giờ sẽ phát lương anh em nha. 20 người Khánh Phá Thiên. Ok em chào anh Trung. Trung là đồng đều cho anh em cả. Rồi ok. Bây giờ tính là đồng đều chưa đủ hết rồi, Khải sẽ bỏ ra kim này 22 kim như thế nào. Nói chung là vẫn như vậy thôi anh em, 42 kim. Có thiếu đủ gì cũng là Khải rồi, 20 người hết rồi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14. Nói thiệt anh em, Khải chưa bao giờ Khải nghĩ là mình băng chủ hàng trưởng lão lương cao, không có anh em. 15 nè, 16 nè, 17 nè, 8 nè, 9 nè, 20, 1, 2, 3. Anh em như nhau cả, ai cũng có công, ai cũng có việc làm, ai cũng như nhau. Rồi đầu tiên này em ơi, anh phát từ đầu trên xuống dưới nè, để ghi hình anh em. Rồi Duy nè, Duy nhận như mai em ơi. Bôn Khùng, Khánh Phá Thiên. Ok này. Duy này, anh đánh dấu tên mà. Đánh dấu này, Duy này, Khánh Phá Thiên này, rồi Bôn Khùng đúng không? Rồi ba người đúng không? Rồi ba người sẽ là 6 kim 3. Đó, hiện tại ban mình đang có 41 kim máy thôi em, nhưng mà Khải bỏ 30 xu là nó đủ dở tính rồi nè. Rồi đây là ba người này, 6 kim 300 xu. Rồi rồi tới nha anh em, đứng đây rồi
ai ra ban qua bên thực sới thì qua nha anh em, được không? Kích qua đưa qua luôn. Rồi nè, Duy thì hôm qua này, Duy nói trước rồi. Đúng ạ cho em ơi. Đúng rồi. Ừ. Rồi ok, 63 xong nè. Nói chung là mình không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện mà mình là ban chủ mình hơn anh em, không có nè mà. Ai cũng như nhau cả, ai hoạt động đều có lương. Rồi chị Hương lúc trước là anh em là hoạt động hai xe thì anh em được lừa, anh em có xe thì anh em lương ít hai thôi, còn anh em đi một tay anh em ít lương hơn người ta thôi. Chứ còn trưởng lão ban chủ như nhau, ai cũng bình dân như nhau, làm quan cũng như làm lính anh em. Nói chung là nói thẳng luôn là làm quan cũng như làm dân thôi, cho nó bền. Đó, nó thẳng như vậy. Rồi Nam Phong này, vòng tèo này ma đâu em ơi. Nam Phong này. Nam Phong ơi. Nam Phong có lại không? Ủa lô lô. Anh cứ giữ Nam Phong với cả Tuấn Nhóc cầm hộ luôn đi. Ờ hai người này. Rồi ok, Tuấn Nhóc này em ơi, Tuấn Nhóc nhận em ơi. Tuấn Nhóc vừa nhận cho Nam Phong là hai người là 4 kim 2 này. Tuy rằng hai người này mới vô ban khoảng 20 ngày nhưng mà hoạt động ok, cũng là người của Khải đưa vô. Hoạt động không thiếu là ok rồi anh em. Nói chung bây giờ anh em này cũng qua từ thế dưới Khải luôn. Đây. 4 kim 2. Hai công nè. À, Nam Phong nè. Nói chung là bên tuyệt thớ cũng khá là yếu, bên mình hợp qua thì nó hợp sức anh em, nó sẽ tạo thành 4 bang nó sẽ hay hơn. Chứ giờ mà anh em mà mỗi người một bang á, nó thiệt nếu mà mỗi người một bang thì sẽ vừa còn có 3 bang thôi, chắc chắn anh em ít hôm nữa tuyệt thớ nó còn giải tán nữa thì đâm ra không có lực mà đánh thì đâm ra nó xe bừa nó nát nó buồn lắm anh em. Nên là Khải muốn như ý của anh em nói thì ok. Qua đó thì Khải hợp quá hợp lý luôn anh em. Chứ Khải ra bang Thiên Sơn này, bang xe hình đỡ các kiểu, nó kêu vừa bang mà nói thiệt thì Khải không thích hình đỡ với xe rồi. Thiên Sơn nó kêu qua nhưng mà thôi anh em ơi, mình chơi bang nào mà thấy vui là được, không quan trọng anh em. Rồi Nam Phong này, cứ vui là được, không quan trọng cái lương, Khải thì chơi sao cho được. Rồi Tuấn nè, Tuấn Nhóc 24 tuổi nè. Miễn sao cứ tối lại hoạt động live rồi tống kim cho anh em xem vui vẻ là được, chứ không quan trọng cái bang mạnh bang yếu anh em. Mình thấy bang người ta yếu mình cũng cố gắng giúp cho người ta mạnh lên một tí là được. Đúng rồi cho em ơi. Rồi ok, 4 kim 2. Rồi tiếp tục từ trên dưới tiếp này anh em. Rồi tiếp tục là Tèo nè, Ma nè, Võ Đang nè, anh Thanh ơi. Nghĩa nè, Tèo nè, Thanh nè, qua anh em ơi. Đâu rồi? Đâu rồi, anh em đâu rồi? Ma nè, giờ là Nghĩa ơi. Nghĩa là 2 kim 1 nè. Rồi từ anh em ơi. À, Tuấn ơi. Em đứng ngay chỗ biển kinh tay đi, đỡ anh đưa bên qua bên thiệt thớt em ơi. Chờ chút anh em ơi. Đây, chờ chút anh em. Rồi Khải chút nha. Khải chút nha anh em ơi. Khải qua bên thiệt thớt, Khải nói bên một lúc hai bên. Lô. Ủa sao không nghe ta, chờ chút anh em. Lô, quý ơi. Nghe. Ừ, Khải đang nói một lúc hai đi cốt rồi ấy. Quay biển kinh tay đi cho anh em qua ban cái quý ơi. Rồi. Qua nhanh đi đỡ mấy công anh em loạn cả lên. Tuấn ơi em vác đặt gì bình kinh tay giùm anh nghe em ơi. Mày lặn ra 50 vào bờ thì bộ quay lại mẹ nó bơi ra giữa biển nó mấy. Nếu mà quay sang bên kia là bờ thì bơi sang bên kia. Qua biển kinh tay giùm người đồng Khải đi anh em ơi, đồng Khải đưa anh em qua này. Khải vừa đi cốt kia cả nha. Ồ định nói hai đi cốt mà không được anh em ơi. Nói hai đi cốt mà không được. Cái gì vậy đó đi. Biển kinh tay đi, đứng biển kinh tay đi cho vô ban dùng Khải này. Alo. Tuấn em ơi. Lô. Anh cất đi. Rồi ok, đứng biển kinh tay này được rồi. Đây em ơi, tiệt thớ ngay chỗ là dịch quang này. Tưởng giả lắm phu. Dịch quang. Rồi từ anh tới đấy mời. Anh phát đến đâu thì ra ban đến đó nó khỏi bị lộn nè. Rồi này, Tuấn được Khải kết Tuấn ra cái này. Đúng rồi các bạn luôn em. Tuấn này cố gắng qua bên này hoạt động tốt nè em. Nói chung là mình muốn chơi vui thì mình cũng phải hoạt động tốt thì ban nó mới ok được nè. Rồi vô đi em ơi. Rồi đúng bạn chưa. Rồi này tiếp tục này. Tèo em ơi, Tèo nhận lương nè em ơi. Tèo ơi. Rồi ok này, Tèo 2 kim 1 này. Tèo ơi lóc ạc về vô ban giùm anh luôn Tèo ơi. Đứng ngay chỗ biển kinh tây dịch quang luôn này. Rồi Tèo đúng ạc này. Đây chút nè nè. Nói chung là mình làm cái gì cho nó bài bản một tí nè, khỏi bị lộn xộn. Từ ba đang mất. Rồi Tèo vô ban đi em ơi. Mình qua mà nó một hộp sức cho vui nè.
Rồi tiếp tục này. Ma đâu em ơi? Đây anh ơi. Nghĩa đâu rồi? Đây đây. Bật giao dịch em ơi. Lốc xe gì à? Vô băng bên kia luôn ơi. Tèo Ma Nghĩa ơi. 21 này. Nói chung là anh em đồng ý hôm qua qua thì cứ qua thôi anh em. Còn em nào mà không muốn qua thì cứ lên mic nói thôi. Cái cũng không ép anh em. Anh em cứ nhiệt tình. Chơi chung vui thì qua bên đó thì anh em chúng ta lại nói chuyện chém gió với nhau là vui. Rồi Nghĩa xong này. Rồi anh Thanh ơi, anh Thanh ơi, biển kinh tay, biển kinh tay cho em anh Thanh ơi. Rồi biển kinh tay này anh Thanh ơi. Rồi Nghĩa, Nghĩa ơi, Trưởng Đảo đâu rồi? Chung rồi, kích giùm thằng Nghĩa đó giùm anh gái em ơi. Nghĩa là nào anh? Coi nó đọc tên nó, kích nó ra. Nghĩa ơi, ạc nào đọc tên em ơi? Ma hết á. Ba ạc ma hết đúng không? Ừ. Rồi anh Thanh xong này, đợi Khải đưa cho cái quyền kích rồi. Phụ kích anh em, Khải đứng phát rồi. Rồi ạc chung ai online, không có online mà. Em đây. Đâu? Ạc viết ạ, hai viết ạ. Rồi kết đi em ơi, rồi kết anh Thanh này. Chung là anh em đồng lòng đi thì ok, vui anh em. Chứ nếu mà đi một hai người đi chán lắm. Nếu mà qua bằng mới nói thiệt anh em luôn, qua bằng mới mà không ai nói chuyện, nhiều khi cứ lủi thủi mình, nhiều khi đâm ra nó lại càng chán anh em. Anh Khải giao dịch em, anh Khải giao dịch em biết được ma đâu. Anh rồi, giao dịch gì em ơi? Phương. À ok, Phương. Rồi ma này, em mấy ạc em ơi, Nghĩ ơi. Em một ạc thôi hả? Hai ạc mà. Đâu? Anh kích một ạc rồi, còn ạc nào nữa? À là thay. Rồi ok. Rồi ok. Rồi vô đây em ơi. Vô giùm anh bên kia đây. Rồi anh kết rồi á. Rồi tiếp tục này. Anh kết rồi, anh kết rồi. À, bên anh Thanh anh đồ em anh kết hết rồi. Anh Thanh qua bên kia luôn này, anh vào đang anh Thanh này. Mà anh kết rồi mà. Rồi anh Thanh rồi đó, xong rồi á. Để anh đập tiếp rồi em kết tiếp này. Phụ kết cho nhanh. Rồi tiếp tục là anh Phương kết chưa ta? Phương thắng hết rồi. Rồi ok, Phương thắng rồi. Nè, anh Phương nhận lương này. Đâu ok. Dạ ạc của em luôn ạ, vui ơi. Nói với gì cứ vào à, ban mà nói một ạc chơi đi em. Ngại gì? Cứ hoạt động một ạc cũng được. Bên nó có cho thêm một ạc không? Có, cứ qua đi mệt quá. Cứ qua chơi với anh không chồng. Cứ qua chơi bình thường rồi cái vấn đề đó rồi anh nói cho. Tụ ma không cho anh chơi mẹ cổ nó anh. Em chơi bên tháng rưỡi tập. Đúng rồi, nói chung là để anh đưa qua này. Em chơi game mi rồi đúng không? Em có tuổi rồi, em chơi phải được kéo xe. Có tuổi. Rồi cứ qua đi em. Nói chung vẫn muốn là biết sao không? Anh vẫn muốn là anh em mình vào nói chuyện này cho vui vậy đó. Chứ còn nói thiệt tình qua không ai nói chuyện chắn lắm. Ủa, sao vẫn làm bằng kiếm ta? Rồi qua đi em ơi. Anh kích em rồi ạ? Kết rồi. Rồi tiếng nào em ơi? Ai dịch vang đó, cái mập này nọ. Rồi tiếng này em ơi, tiếng em 2K1 này. Nói chung là Ban Khải là những anh em ạc Tây á thì cũng nhận lương đồng đủ như anh em ạc xe thôi. Khải không có vấn đề, cái này là Khải phát đồng cho điều trên đầu người hết. Ai cũng như ai. Điểm nào cũng làm cho rung tay vậy. Rung tay à, quýu à. Ok hello anh em nha, nói chung Khải đang phát lương nên là hơi bị không đọc được comment của anh em cái gì tướng phát qua lại anh em hỗ trợ trả lời vậy. Anh em giùm nha anh em ơi. Yếu thì gộp Ban, biết là gộp nha anh em. Nhưng mà Ban Khải không có nhân lực để mà phụ anh em ơi. Không sói này, một mình Khải sói không thể nào phụ được anh em ơi. Rồi bấm giờ không có này, nói chung là đau đầu lắm anh em ơi. Nói chung là Khải muốn nhường vị trí ban hội này cho người khác rồi. Khải qua ban khác rồi Khải phụ anh em thôi. Chứ Khải làm ban chủ mệt lắm anh em. Nói chung là thời gian vừa rồi thì tìm người nhưng mà tìm không được người á. Đâm ra ban nát là chỗ đó anh em. Tìm không đủ người á, rất là khó. Đuối liền không chịu nổi được. Rồi chết em đi. Rồi mau tiếng này. Em cho vô ban máy ạc rồi tiếng ơi. Mà anh ai từ em mới vô. Rồi. Có tuổi rồi. Kiếm tay chân rồi. Rồi nói chung là cứ qua bên đó là nói chuyện là mình cũng có tuổi rồi thôi, cho mình chơi một ạc thì cứ cố gắng online thôi. Rung tay. Rung tay quýu. À cứ nói thiệt vậy, ai nói với mình đâu. Đúng rồi. Cứ qua đây chờ anh chút em ơi. Rồi anh Điệp này, một lóc quy tiên này. Điệp ơi. Một lóc quy tiên ơi. Dài chân tay luôn cuốn. Một lóc quy tiên rồi, ông này có online không? Trong này có không ta?
một lóc quy tiên không online là ngày mai phát này, một lóc quy tiên, một lóc quy tiên. Rồi đến không có đúng không, đến thiên nhẫn này, Tuấn thiên Tuấn thiên nhẫn này, anh Tuấn thiên nhẫn này, đây 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 anh Tuấn thiên nhẫn tiếp tục sẽ nhận 212k1 này, giao dịch anh Tuấn ơi. Nói chung là Tuấn này nhỏ tuổi hơn mình mà mình hay kêu anh quen rồi anh em ơi. Cứ anh em cứ mình cứ anh em cứ nhỏ tuổi hơn mình, ê, mình cứ kêu anh quen rồi. Nhìn lại mới nhớ là mới có 30 tuổi thôi. À, ok này. Rồi kết cho mình thiên nhẫn ra ban giùm anh em ơi. Trung ơi. Vâng. Thiên nhẫn á, coi thử có bao nhiêu cứ bật lên cái ban còn bao nhiêu mạng thôi mà. Rồi này. Xong này. Một lóc thì tiên ngày mai này, rồi anh Việt này, anh Việt Hiền Trăng ơi, anh Việt Hiền Trăng online anh Việt ơi. Đây. Ok ok anh. Anh Việt nhắm không chơi nữa, chơi thì qua chơi một hạt cũng được mà. Đang kìa ơi. Cứ qua chơi rồi cảm giác này thì như thế nào, ví dụ như ban nó ép quá như thế nào thì lúc đó thì không chơi nữa thì nói ra ban thôi. Ok. Qua chơi thì vui vẻ thì bình thường cứ hoạt động. Nói chung là bên đó em cũng nghĩ thì một tuần hoạt động cũng cố gắng 4 đến 4 buổi là được anh. Buổi tối online lại chăm gió anh em sang bất đại. Tại vì 8 giờ là đánh hạt này, đánh hạt xong rồi 8 rưỡi đánh nốt đại cũng vậy thôi. Có gì đâu. Ừ. Mình đi hoạt động boss thì mình có lương chia đều thôi. Rồi, đây Hiền Trân này. Giao dịch này. Mà chơi ví dụ như cảm không thấy ổn thì cứ nói tôi chơi cũng được, cho tôi ra ban vậy thôi. Chứ lúc đó Khải cũng không có ép anh em được. Nói chung giờ anh em cứ qua hết đi cho vui đi. Tại vì những anh em này thân thiết, online hoạt động ok hết. Mà giờ không vào thì cũng khổ. Cũng khổ anh em. Rồi đợt kích. Cố gắng phụ được gì phụ anh em. Nói chung là mình là mình với Việt Thớ là hai ban ngang ngang nhau ấy. Nên là mình qua nữa là mình góp sức là coi như là mình phụ được nó được một cánh tay trái anh em. Chứ không phải ban nào hơn ban nào đâu. Việt Thớ với ban mình là 5 năm thôi anh em. Không ai hơn ai đâu. Rồi nè, tiếp tục một lóc quay tiền xong này. Xấy thuộc quần là anh Hà ơi. Anh Hà với lại anh Tiến viết rồi đây. Xấy thuộc quần này. Rồi xấy thuộc quần này cho phát anh 2 kim 1. Đó. Những anh em tâm huyết chơi đến bây giờ là nhìn cái tên là biết ngay anh em. Giao dịch. Từ từ nha. Khải đưa sang cái ngày mươi cái đã. Cho chút nha anh em. Năm đọc đi. Chúc nhiều anh em ơi. Chỉnh lại ô tô kim miếng nha anh em. Đúng rồi, đây anh em qua đó chỉnh lại ô tô kim miếng. Hà Tý anh em ơi, chờ em chút nha, em đi nhảy thành cái, em đi lái chữ đoạn cái. Nói chung là bên Thiệt Thớ thì chơi cũng khá ok, từ đầu server đến giờ anh em. Thì ban Thiệt Thớ chơi khá là đẹp, nên là mình thích chỗ đó anh em, chứ mình không phải thích cái gì. Không phải là vì ban nó mạnh mình qua, không có. Không có anh em. Anh Hải ơi, lại cái link Discord có lên cái trang ban ấy. Rồi tí nữa em, tí nữa. Bên đó anh giao dịch này, xấy thuộc quần ơi. Xấy thuộc quần nè. Rồi sẽ thuộc quần được, Khải kết ra bàn này. Trung ơi, còn đó không em ơi? Em đây. Rồi kết mạnh xấy thuộc quần ra giùm anh cái. Xấy thuộc quần xong này. Hà xấy thuộc quần này. Rồi anh Tiến VIP này, Tiến ơi. Tiến VIP này. Cứ bên kia thì không biết sao, nhưng mà hồi ban Khải thì cứ một tuần 7 ngày thì anh em cố gắng online 4 đến 5 ngày là ok thôi anh em. 4 đến 5 ngày là ok thôi anh em. Xấy thuộc quần vô ban nè anh ơi. Ai VIP này. Chung là Khải cũng lớn tuổi rồi anh em, nên là hơi lẩm cẩm chút. Hơi chậm một chút anh em. Đồ. Nhiều khi anh em bảo Khải sang boss sao mà lờ mờ quá thì anh em giờ 32 tuổi rồi anh em, vợ con rồi mà đâu phải như trẻ con nữa đâu. Nên là hơi lún xíu anh em. Rồi. Nên là hơi chậm xíu anh em. Nhưng mà Tống Kim vẫn đánh được nha. Tống Kim vẫn bao tốt nha. Đó, chắc chắn với anh em một câu là Tống Kim vẫn đánh ok nha, không rung tay nha. À, nhân vật hờ hở này. Trung nãy nhận cho em, Trung chưa nhận đúng không? Em chưa, em ok.
nhân vật họ này, ok này, nhân vật họ nhận tiền này anh ơi. Nói chung là mình chơi bình đẳng nè, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình cứ kêu anh thôi cho nó vui đó, cho anh em vui, mình cũng chả mất lòng ai. Nhân vật họ giao dịch này đâu rồi, tiêu rồi. Ok, khả năng phát lương này mình. Nói chung là cái vụ này nhập ban thì anh em cũng đồng ý nhất quyết hết anh em. Chứ một mình Khải với Duy với Trung Vegeta thì nói thiệt anh em ton, không thể nào mà trụ nổi. Giờ lại anh em Phong không thể nào trụ nổi nè. Ông Trung này ông mới lên, Trung mới lên thôi mà trụ không nổi. Chịu không nổi nè, mày đuối nè. Ờ nhân vật hàng họ này, những anh em này có hoạt động mà nhìn là biết ngay nè mày. Những anh em tâm huyết. Rồi cứ giùm anh nhân vật hàng họ ra giùm Khải. Em xin là ai vậy ta? Em xin với Berada là ai vậy? Em xin lại của ai anh em ơi? Em xin là xe của ông Thái Đức Quần. À ok ok, vô đi. Do mình là không nhỏ, không nhỏ. Nam Phong, Nam Phong Tuấn lái rồi bạn ơi. Về bang nè bạn. Nam Phong có like không Nam Phong ơi? Đúng bật giao dịch các kiểu không thấy trả lời cha nội. Ok ok ok. Về nghiêng xe luôn bạn ơi. Về nghiêng xe đi Nam Phong ơi. Về bên đó thì anh em làm được gì phụ đó thôi nè. Cố gắng phụ bạn nhau đi lên cho vui nè. Nói chung là mình đừng có đặt vấn đề là ban này ban nọ. Mình đã vô ban người ta á, mình cứ đặt vấn đề là ok ban này là ban mình, mình sẽ cố gắng tâm huyết vì ban. Dạ thôi, cho nó nhanh nó vuông nè. Chứ đừng có nghĩ vấn đề gì cả. Anh em hoạt động thì có lương thôi, còn anh em không hoạt động anh em không có lương. Mà anh em ít hoạt động thì anh em sẽ bị kích ra ban. Đó dạ thôi, nói chung là ban nào cũng vậy, đi đâu cũng vậy thôi nè. Cái vấn đề đó là chỗ nào cũng vậy rồi. Thôi vô đi bạn ơi. Rồi Nam Phong nghe mi búp à. Trần Trúc nè, giờ đến Trung nè, Trung nhận lương nè. Ủa anh đang nghe mi búp mà mất tiêu rồi ta. Nhưng mà họ không chưa kích luôn à. Em kích mà ông làm sao ấy. Không kích được đâu anh. À bị lắc rồi, không kích được nữa rồi. Chuyển cho một người trưởng não nữa. Được anh coi thôi. Kích một người lên, kích anh Khải đẩy. À được rồi nè, bị lắc, ông kia bị lắc, ông kia bị lắc. Cái nhảy phòng đây được mà anh em. Rồi Nam Phong bút nữa bạn ơi. Kim của Nam Phong Tuấn nhặt rồi nè Nam Phong ơi. Tuấn em nên lấy rồi nha. Rồi nè, tiếp tục là nhân vật họ. Anh nhân vật họ từ ao bang giùm em đi anh ơi. Từ ao bang giùm em đi. Mất có tầm 15 danh vọng thôi anh ơi. Ao bang đi anh ơi. Còn anh em nào nữa ta? Ban đi xe là người mi quá rồi ta. Người mi này không có đồ luôn canh vậy. Rồi vô anh ơi. Rồi nó kết người mi nữa. Xe phá thiên, phá thiên chơi xe nào vậy? Ủa xe phá thiên chơi nhiều này nhiều ác nhỉ? Nhiều, nó chơi 4 máy mà. Từ anh em nghe mi mà. Ông đang đi làm rồi, để mai ông đi sang. Ok mai sang, mai nào hoạt động sang thôi. Rồi còn tiếp tục ai nữa anh em ơi. Tiếp tục một người nào chưa phát là của người cuối cùng. Các bạn ghé với lại anh Mafia đây này. Trung này, Trung nhận tiền này em ơi. Để mọi người nhận hết đi anh. Nhận. Cái bạn ghé đâu rồi với anh Mafia rồi. Mafia nhận nhận cho vui là một kim 50 xu. Nói chung là mới vô ban sâu thôi, nhưng mà cũng có hoạt động vài ngày đổ lại đây thì coi như anh em đồng ý thì Khải phát thôi. Ok hai anh này. Chứ Khải, Khải thì không có biết được. Sao tiếng ơi? Thấy nữa phái anh đi lên kênh chửi. À lên cho kênh anh chửi hả? Cỡ thôi em ơi, những anh em nào mà chửi chịu nè mày, làm gì mà chửi. Rồi cái bán ghẻ này, kích cho mình cái bán ghẻ với lại boss Mafia đây mà anh luôn Trung ơi. Ok anh. Rồi này phát cho anh em trích một công nè, thành hai người nè. Rồi còn lại Trung không, với lại anh Bình anh. Hả? Không có được à? Không có được anh. Không có được anh em nào, không có được anh em nào tự ao ban giùm em gái này em ơi. Xoáy được quần qua rồi đúng không?
anh em chắc chắn đang nghe mic. Cái bằng ghế được rồi. Em kích đường nè. Em kích rồi. Rồi này không kích được phản bội ban nhiều anh em ơi. Ok vô anh em ơi. Anh em tự ra đi mất một ban. Ừ mất 15 điểm nhân vọng thôi anh em. Tầm này kích nhiều quá anh em, nãy giờ kích nhiều quá rồi. Kích gần 30 quạt rồi nên là không cho kích nữa. Rồi. Vô anh em ơi. Xe cũng chung là cày tiền với Boomer hả? Em đổi tên em ơi, em đổi tên canh quá. em chưa lên được đảo. Chưa được lên đảo mà. Mấy đứa em ăn vườn em mới cho luôn. Ok ok. Cái rồi chung ơi, giao dịch em ơi. Vô bang em ơi. Mày xong hết chưa? Xong hết rồi. Còn anh Bình nữa. Anh Bình nghỉ game lâu chưa ta? Anh Bình thấy vẫn còn online trong game mà. Thấy vẫn online. Đúng rồi. Mà giờ giao tầm một tuần nay không thấy online. Mấy hôm đầu hôm qua hôm kia là mấy ông đánh nhau quá. Vào đây nè. Rồi. Anh Trung ơi. Rồi Trung vô đây em ơi. Rồi. Trung cho xe từ từ đấy em ơi. Từ. Giờ anh cho chính của em ra này. Anh Trung. Rồi anh đây. Đâu à? Bên tây. Trong phố Hoàng Thành Đông đó. Trời chính của em ra này. Đưa cho được 800 vạn. Đưa cho rồi anh em ơi, chung vô em ơi. Hả? Chung nguyên dàn xe em vô này em ơi. Gọt qua thiệt thớ này em ơi, phụ bàn thiệt thớ đánh rồi. Chung bàn khải cũng được hơn 20 người anh em. Hơn 20 người không biết đâu, kéo xe mỗi lần hoạt động nếu mà đầy đủ cũng được 35-40 quạt đấy. Một mình bàn khải đấy. Nếu mà hộp thiệt thớ nữa mà ok bên thiệt thớ ok nữa là gộp lại là tầm 6-70 quạt là đánh được rồi anh em. Đó, là server nó sẽ hò bình 4 bàn. Cứ dạy mà phản thôi anh em. Rồi còn ai nào chưa qua anh em. Xấy thuộc quần. Có vẻ như anh em qua hết rồi đúng không anh em. Rồi nhìn lại coi một lóc uy tiên. Đồ ông này không phải record lỗi gì rồi. Thằng Điệp nó bận đâu, một lóc uy tiên là thằng Điệp anh. Ủa Điệp bận anh ạ. Nãy anh phát lương cho Điệp rồi mà đúng không. Chưa. À chưa. Đây chưa đúng rồi. Mai nó lấy. Ok. Mai nó lấy anh ạ. Đúng đâu. Trung lái chưa em ơi. Em chưa. Giao dịch này. Đó. Trung này. Trung ra đây một số của má đấy. Đó, chuẩn bị vào đi cốt cho anh em cái. Chuẩn bị đâu? Còn lại của á đâu. Rồi được rồi còn một lóc quy tiên là anh Bình 4-1 á đâu. Khải phát riết giờ Khải Khải ủa anh em Khải phát xong giờ Khải mất âm 800 xu. Ủa sao lại vậy ta. À giờ, nếu mà giờ là Khải bỏ thiếu rồi, đúng rồi Khải bỏ thiếu, không phải âm. Giờ lúc nãy Khải bỏ thiếu 700 xu anh em, đúng tiền. À, Khải bỏ thiếu 760 xu. Đúng rồi. Tại vì lúc nãy là bỏ 24 kim 760 xu mua đúng. Đó, đầu tiên này, đó không ai thiếu ai. Đó. Công Khải công của đây là Khải ok cùng ba người đủ nè anh em. Không thiếu ai nha, đó. Nói chung khắc phát không bao giờ thiếu nha anh em. Đó, cùng ba người này, một lót uy tiên là anh Bình này. Với Khải này, đấy, ba công cuối cùng, hết. Rồi xong nha, chốt nha. Còn hai người chưa nhận thôi. Bình với lại một lóc uy tiên thôi. Đó, chụp tấm hình lên cho anh em xem này. Anh Khải mời em vào cái cốt của bác Kiệt Thế. Từ em ơi. Kéo em vào ấy. Đây. Khải úp lên tấm hình lại. Đó, còn thiếu hai người thôi. Có gì bị em nhận sâu. Một lóc uy tiên với lại anh Bình, xe của anh Bình nữa thôi. Đã thông báo với em anh Bình một tiếng luôn. Bên này cũng chịu khó hoạt động. Anh nên trở thắng là đúng rồi. Anh ngày mai nhận lương 2-1 xu rồi về tiệc thế với anh em chơi nhé. Đó, nhấn một câu thôi, anh em nào đi thì đi, không đi thì thôi, không có ép anh em. Cái sách của địch mới này
Rồi đó, nói chung là trước khi đi thì cũng đầy đủ các kiểu rồi cho anh em, không thiếu ai anh em. Đó, hiện tại bây giờ thiệt thớ thì được ban khai vô thì lên 100 mấy rồi, nói chung ngày mai hoạt động. À, thông báo anh em luôn, anh em cố gắng ngày mai anh em, ngày đầu tiên online anh em cố gắng ngày mai hoạt động cho nó đông vui nha anh em ơi. Ok nha. À, đã khá thông báo ngay. Anh em Hồng Kim, nói chung là về tiệc thế với Khải online vui vẻ, ngày mai cố gắng hoạt động nhé. Ngày đầu tiên cố gắng hoạt động cho vui nha anh em, nói chung là cũng phải cho nó ra trò một tí anh em. Khải Khải ơi, có cái nọ cùi nào không giúp cho Khải? Nọ cùi á, bữa giờ toàn sốt không à, chứ không có đỡ. Nọ cùi mà không có gì là toàn sốt mà, có cái nọ hút nội lực bảy thôi chứ không có nọ cùi. Anh về mặt sao? Không có, không có. Chơi nó khác biệt một tí đi anh Việt đúng không? Chơi độc sát luôn. Chơi tốc độc sát luôn, nó cũng rẻ mà, sát thương hơi cao mà độc sát rẻ ấy. Không cần đi tống kim. Đúng rồi, không rồi. Độc sát vẫn đánh tống kim được nha, chỉ cần đặt tốc được rồi. Nhưng mà bây giờ khổ mỗi nghe là nó không có bán. Đúng rồi, gộp bang em gộp lại thành một bang em. Nói chung hai bang gộp thành một thì coi như là giúp qua giúp lại em. Chứ giờ cũng muốn hoạt động cho vui em, chứ giờ mỗi bên bang nào cũng như nhau à. Bang bên kia cũng hoạt động ba mấy à, bên này cũng ba mấy à. Anh tới mà đợi cái gì ngày mai ban chủ bên kia nó thông báo cho em ơi. Hiện tại đang trên live, anh không biết như thế nào mà cứ đợi từ từ em ơi. Nó vừa đăng link với con lên trên bang ấy. Làm sao mà cóp được cái link này ta? Gõ thôi em, gõ thôi em, không cóp được đâu. Bây giờ là rồi, còn cũng đem đọc. Năm đọc thì chuyển nhà ai ta? Sao em chuyển nhà ai? Chuyển chức ban chủ cho Phá Thiên. Phá Thiên ok được đấy. Mai Phá Thiên tính sâu. Mai ông không, ông Khánh ông vừa ăn xe Mai ông cho một đặt xe thay chức được anh. Ủa, Vegeta bên này à không phải kích xấu. Một lóc với tiền anh kích luôn hả? Một lóc với tiền anh kích luôn hử? Hay là Mai Hào Thiên kích? Kích anh kích luôn được vì là nghiệp Mai đằng nào nó cũng sang rồi. Ok. Trước sau cũng sang mà. Rồi. Xong chuyển cho chuẩn bị cho Hào Nhiên đi. Chuẩn bị thất bại, đối phương không đủ năng lực, vãi cả nồi. Toàn rồi. Thì sao ta? Cái chuyển nhân thiếu lầm không được nè. Rồi trước mắt giờ cứ như thế này là tính tiếp nè. Rồi ok. Thôi bây giờ cũng khuya rồi em ơi. Bây giờ Khải chắc gộp livestream, Khải xin phép em, Khải đi ngủ nè em ơi. Nói chung nãy giờ mất quá, còn Khải giờ cũng chưa ngủ rồi nè. Anh vào rồi, đợi anh tới. Không binh đi Khải. Ok, hello anh em nha. Hello mọi người nha. Đánh lên bài boss đi hả? Nem đọc với em ơi về rồi em ơi. Hiện tại Nem đọc đang bị kẹt bang nên không về được em ơi. Giờ Khải đang nghiên cứu ai cầm bang Khải mới về được. Giờ như thế nào ta? Chuyển cho ông ấy, anh chuyển cho ông ấy, ông ấy bảo ông không đi. Chuyển nhà ai, chuyển nhà ai? Lý Chiêu Hoàng. Anh không đi hả? Dạ. Anh kích ổng ra bang rồi. Ông bảo ông không đi. Không đi hả? Anh nói rồi, rồi. Khi kêu ảnh gì anh cho anh đưa vô bang lại này. Không đi hả? Biết đâu. Không rồi. Khải kéo em bằng cái cò thôi. Từ từ em tới này. Được, Khải gửi vô cái link rồi anh em vô thôi, đợi chút đây này. Chờ chút nha, anh em vào Discord này. Được, Khải gửi cái link cho nhóm bang của mình nha. Chờ chút. Ok. Anh em vào kéo người. Đây. Gửi vào nhóm này. Anh em vô nhóm Hồng Kim này. Rồi vô Discord bang bên kia đây em ơi. Được, Khải gửi lên trên Discord luôn. Phòng công hạc nha anh em, phòng công hạc, phòng Discord của tuyệt thớ nha, anh em có thể vào rồi qua bên kia rồi đổi tên này, rồi qua đi anh em ơi, qua đi có tuyệt thớ đi anh em ơi, đó qua hết bên kia anh em ơi, tranh thủ giờ qua luôn đi anh em, qua giao lưu nói chuyện rồi cho nó vui anh em, rồi làm sơ đi anh em ơi, qua đi qua đi anh em, qua đi qua hết cho nó đông. Đúng rồi, qua hết đi có bên kia anh em, rồi lọc lại tên rồi làm lại quản lý tên như thế nào đó là ban bên kia phổ biến rồi mình nghe thôi. Tầm này thì Khải livestream rồi, chuẩn bị qua bên kia phổ biến này nọ, anh em cứ nghe cho vui, rồi có cái nào vấn đề nào không hiểu hoặc là không được thì có thể lên mic này giải thích nói chuyện cho anh em vui vẻ rồi chứ thôi.
Ok, hello Tiểu Hùng nha. Nhớ gửi thăm lời thăm ban tiệc thớ anh Long vẫn mua ạ. Chưa được, nếu có sẽ vào với anh em ngay. Ok, anh Sang Lý để em qua này. Sang Lý để em qua này. Anh Long vẫn chưa mua ạ được đúng không? Lô. Hello anh em thế. Ok anh em nha. Chào hết tất cả anh em. Bên này anh em không đổi tên theo số tự đợi giờ phát lương à? Đổi tên thành tên nhân vật game luôn hả? Đúng rồi. Này anh em làm theo kiểu này, tại vì là theo kiểu này á thì bên này anh em sẽ dỡ phát lương với lại dỡ quản lý nhân sự rồi người ra vô hơn anh em. Khải gửi cái tấm hình lên phòng chung rồi anh em. Anh em tham khảo thử anh em nào muốn làm theo kiểu này thì phụ cho mà làm, chứ anh em vô trong ban này nhìn tên tè le bí đưa này biết ai là ai anh em. Không biết ai luôn á. Được hết á. Đó anh em xem trên phòng chung với phòng chấp nhãn á. Khải cứ mới phát công phát lương như anh em á. Anh em phải đặt theo số tự này nọ thì từ trên xuống dưới thì bạn mình nó mới dỡ quản lý kênh hơn anh em. Cái đó Khải góp ý thôi, còn anh em muốn làm hay không thì tùy anh em nha. Khải không có quyết định nha. Rồi cứ anh em trước mắt cứ đổi tên thành tên game đi. Ok. Anh em ban mình cứ trước mắt đổi tên thành tên game đi anh em. Ừ, chuột phải rồi tên tên game anh em. Xe 3 để số 3 nha. Xe 3 để okay, số 3 đi sau tên. Xe 3 rồi số 3. Đây. Chào tất cả anh em nha. Mình có nhu cầu chơi BD nha anh em. Rồi đó, anh em muốn như thế nào đó, cứ xe 3 rồi số 3 này. Đã chính thức vừa phải còn lấy con đít nhỏ. Em gặp qua ba nha. Có nha. Anh em chơi BD không anh em ơi? Sục bánh xăng các kiểu luôn nha anh em. Đây. Và chơi lấy con đít nhỏ quá. Số 3 đầu đúng không? Rồi. Đổi số 3 đầu anh em, còn anh em là một ạc tay thì đổi một ạc thôi anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì thông báo luôn bên này, bên băng Khải qua bên này khoảng ạc tay khoảng 4 ạc thôi anh em ơi. 4 ạc tay thôi. 4 ạc tay rồi à, anh em. Đi đẩy xuống dưới vậy. Đẩy xuống dưới vậy. À anh Sang Lý hả? Anh Sang Lý anh nói là nhớ gửi lời hỏi thăm đến băng tiệc thớ nha. Anh Long vẫn chưa mua ạc được, nếu có sẽ vào với anh em ngay, thêm anh em. Đó. Khải không biết anh đó anh nào, nhưng mà anh đó bữa giờ cũng xem kênh Khải khá là nhiều. Anh đấy là anh, Kim Long á, Kim Long huynh á. Đúng rồi, chắc vậy. Anh kêu ảnh là anh Long, anh kêu ảnh anh Long. Long Huy á. Ừ, chắc vậy. Hello Đông Lê, hello anh em nha. Ừ, nói chung là hai bạn này cũng khá là yếu ở cái hoạt động nên là Khải muốn học qua đánh cho vui nè. Rồi chuẩn bị sắp tới công thành này nọ thì cho nó ban khỏe tới nè. Chứ giờ nói thiệt bên ban Hoàng Kim có mình Khải với Duy với lại Trung Vê Gita với lại Nam Phong thì không chung nổi nè mày. Qua bên này nói chung là phụ được gì phụ nè em thôi. Cố gắng online hoạt động phụ từ đầu hơn em. Nhiều người phụ ban thì ban nó sẽ khỏe hơn em. Mà giờ đây có ý kiến gì chứ về cái hoạt động cái lương bổng anh em cứ thẳng thắn nha anh em. Đúng rồi, cứ anh em thẳng thắn lên gì hết nha, cứ nói thẳng lên. Cứ đợi sức lên rồi cái nào hợp lý thì làm thôi. Cứ theo số đông thôi nè. Rồi. Anh em nào mà chưa biết đổi tên có thì nói mình đổi luôn cho. Ừ. Đổi giùm anh cái quế. Đổi mới. Đổi luôn cho em với. Em đổi giùm em với. Anh kêu cạnh em số 3 với. Em đi xe 3 nha. Không. Trong xe 3 em. Vâng, anh cho em cái tên bên cạnh nha. Rồi. Nhưng mà anh ơi, cho em nhờ anh rút nhá. Không, rồi. Anh mở ngoài ra cho em không? Được. Mở ngoài ra cho em mua bán tim hộ em nhé. Không gian nói gì chứ không em. Kể sạch cho anh Hùng ơi. Anh có vừa mới sang đòi đá chén cơm. Một đòi đá chén cơm. Anh nói chuyện anh quý trước rồi. Đánh quý rồi. Vì người ta bán kiếm xá chục nha anh em. Đổi tên giùm em quá anh ơi. Tầm này Khải chưa làm giả tấu luôn em vãi rồi. Thôi có thấy giả tấu cái này em ơi. Còn 29 phút mới kịp không đây. Cái gì á, tụi mày gạch ăn đi, tụi mày gạch ăn đi. Kẻ sọt cho anh không ơi. Xuống tóc kim đi đi nhậu. Em đang đi tóc kim mà. Ừ, tí về hủ anh nha. Đẩy lỡ dưới. Em đem thôi. Anh không có lượm đồ đâu. Hùng cứ yên tâm. Nói chứ anh em cho Khải đợi xuống một câu được không anh em?
Nói chung là nói thiệt với anh em là Khải ha, cũng livestream mỗi lần hoạt động livestream khá nhiều, không ngày nào thiếu. Chỉ mong anh em hạn chế chửi tục thôi anh em. Tại vì những cái câu mà chửi tục của anh em là coi như Khải live, ví dụ như một video Khải live 4-5 tiếng là Khải ăn được tiền YouTube khoảng 200k đến 300k. Mà chỉ cần anh em chỉ cần chửi tục tầm 2-3 chữ, 4-5 chữ là video của Khải coi như là ton. Nên là nếu anh em nào mà chửi tục á, Khải xin phép mà nhiều khi anh em nào Khải chửi tục, anh em chửi tục Khải sẽ giảm mic của anh em đó lại, hoặc là Khải sẽ mute luôn người đó nha. Ok, okay đó. Nên là ban toàn ban để nói cho ban toàn sinh viên không mà không có biết chửi tục được đâu. À, nói chung hiền lắm. Cũng như bên bên Khải thôi, bên Khải cũng không có chửi tục gì kỳ nhiều, nói chung là chỉ nói vui vẻ thôi. Lâu lâu nói câu vui thì không sao. Còn những anh em nào hay nói thì Khải Khải khó biết bớt thôi. Khải like á. Khải like đúng không? Khải nói với anh em mình đang like anh em chỉ hạn chế cho mình cái nha. Đúng rồi. Phải nói không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nói vậy cũng đúng. Nếu mà Khải like á là Khải đừng có kêu là hạn chế mà tuyệt đối cấm. Hạn chế chứ tại vì là nó mất miếng cơm mà nè. Khỏi hạn chế luôn. Mất miếng cơm của Khải. Nói chung là hạn chế anh em thôi chứ mình không ăn không nói thiệt là mình thì không ăn cấm anh em được, tại vì là mỗi người một cách nói mà, nên là anh em nào mà nói nhiều quá thì Khải có thể mua mic của anh em thôi, không sao cả. Khải có quyền mua mic của anh em được mà. Quý đó cho nghe nè, giờ là mình nhập lại với lại sắp công thành chiến rồi, đúng rồi. Giờ là hoạt động là mình phải có số chính số phụ với lại survive lên mic. Còn anh em những cứ lúc đó là hạn chế lên mic. Đúng rồi, tắt hết cho cầm hết. Bên kia là hạn chế hết, ai không có nhiệm vụ là tắt hết. Dạ thôi. Đúng rồi, ai không nhiệm vụ tắt luôn. Tắt từ đầu tới cuối. Rồi bên Khải có anh em nào xoáy được không? Xoáy phụ được không hay gì đó mà có thể ví dụ. Khải ok. Rồi ok. Đúng rồi, không anh vẫn đợi mít đi còn nói cho vui em. Không delay thì được không sao. Sói cái vụ sói á thì Khải sẽ phụ sói này với Nam Phong, chắc chắn với em luôn. Khải với Nam Phong là hai người sẽ phụ sói cho anh em bên này đó. Nếu anh em cảm thấy phụ được cứ phụ, nói chung trước mắt thì anh em cứ phụ đi rồi cứ sói như bình thường thôi. Còn Khải pha nào anh em sói chết thì báo chết nên Khải tiếp tục Khải sói theo thôi, hoặc là Nam Phong. Hiện tại bên Khải thì có Nam Phong với Khải là hai người sói thôi. Và bây giờ nè, anh Huyền Trần sửa tên nè, Huỳnh Duy sửa tên nè. Ai không biết sửa nói chat lên Discord cái để em sửa cho nha. Đúng rồi, thoải mái thôi em, nói chuyện vui vẻ thoải mái thôi. Khải thì thoải mái hồi xưa rồi. Cứ miễn sao anh em vui được, nhưng mà hoạt động đầy đủ được. Còn cái luật bên này thì như thế nào Khải cho biết, luật bên này thì Quý cứ phổ biến anh em đi. Hiện tại đang anh em đông đủ ấy, phổ biến thử một tuần online bao nhiêu ngày, làm bao nhiêu giờ này nọ anh em nắm vậy thôi. Bây giờ mình nói về vấn đề online của mình, bên này rất là dễ. Anh em có việc bận là anh em cứ báo trước. Và trong cái lúc anh em báo bận mà nếu mình phát hiện anh em không đi hoạt động, ví dụ đi tống kim hay là chạy làm cái này cái kia, đi đánh lộn hay gì đó, anh em không nói nguyên nhân là mình sẽ kích. Đó đúng rồi. Còn nếu anh em có lý do chính đáng, ok anh em báo bận 2-3 ngày gì đó, một tuần gì đó, nó vẫn đồng ý, không có vấn đề gì cả. Nhưng đã báo bận á mà thấy online game đi đánh lộn, đi PK đồ đi này kia mà không hoạt động tập trung với anh em là không được. Đó đấy, cứ vậy thôi. Anh em nghe hết chưa anh em ơi? Anh em băng mình nghe anh em ơi. Góp ý của anh em. Nếu mà ok thì chấp phím 1 thôi anh em. Anh em cứ nghe vậy thì ok chấp phím 1 thôi. Không hoạt động được thì anh em báo lại. Anh em không hoạt động được anh em báo lại. Mà anh em báo lại đã không hoạt động được mà anh em còn đi này nọ, anh em báo hoạt động mà anh em đi cái nhiệm vụ khác á, thì Quý sẽ xử lý anh em thôi. Chứ Khải thì Khải qua này thì Khải theo anh em thôi. Khải không có quản lý anh em nữa. Mỗi người một cách anh em. Khải không quản lý anh em nữa. Bên này Khải phụ thôi. Anh em nào có ý kiến thì cứ nói đi. Cái gì đó. Còn trong này là nghe hết rồi á. Chứ bởi vì nghe cách đây là cũng mấy ngày ở bang đây có nhiều trường hợp á, cứ báo kêu em bận mà cái giờ ở giờ hoạt động cái giờ là tống kim nó sát nhau vậy, cứ đi tống kim mà mình cứ tới hoạt động cứ kêu bận à. Là mấy cái trường hợp đó là kích hết.
Ây chà. Thôi cái gì anh em nói chuyện nha. Khải Khải cho con ngủ một tí nè mày. Nó thức. Khải thức nó thức tới 11 giờ luôn vãi thiệt. Anh em hoạt động á, nhiều khi anh em đi về trễ rồi này kia anh em vẫn vô. Ví dụ ba tuần qua anh em để hai tuần vô tuần cuối và đi bó vẫn chân... vui vẻ bình thường. Chứ không không phải nhất thiết, không phải bắt buộc anh em phải đi hoạt động đúng từ đầu. Bởi vì ai cũng có nhiều khi có việc riêng này kia mà. Cái đó mình không bắt buộc hoàn toàn. Nhưng giờ mình là một tập thể. Đỡ đỡ Khải lấy cái Discord bên bên bàn bên kia gột vào bên này. Quên cơ nhầm cái kim yến chứ, kim yến đi. Từ từ. Mày đi ngủ này mới khác nữa trời, 12 giờ rồi trời. Nói chung là anh em bên mình thì có ý kiến nào thì cứ nêu lên anh em quý, nếu dạy thì nói dạy thì anh em cứ đề xuất lên thôi. Cố gắng hoạt động đầy đủ nè. Khó khăn hay gì thì cứ lên tí, chủ yếu anh em vui là chính thôi chứ còn em. Nhưng mà vẫn cố gắng hoạt động chơi game mà tối lại anh em không hoạt động thì anh em biết làm gì anh em. Nói chung á giờ anh em dù không hoạt động đúng không thì nó không hoạt động tên nào cứ chat cứ còn cái anh em bận không hoạt động được vậy thôi, anh em ta tôn trọng nhau là vậy. Gì đâu làm biết đi gì vậy? À. Ai Khải Khải nói trước luôn, thằng Duy Nga My kéo xe á, tính nó hơi bị nóng, nhiều khi nó nói chuyện hơi bị khùng nữa là anh em có nhìn nó một chút nha. Rồi nó còn lại. Mình phải nhịn, đó quấn nói chuyện đúng thôi, tự nhiên nó chỉ hơi bị khùng bắt nhịn ông nội. Không, tại vì nó hơi bị ngáo á nè. Làm đúng thôi. Mấy khùng về đây gặp một vết nữa thôi chứ vài luôn á. Cũng lo cho ha, cho hai bạn khùng chết với nhau. Nói chung là nhiều khi nó nói mấy câu thì nó gắt lắm chứ không phải như bình thường, như mình không có bình thường, mình là nói chuyện bình thường đúng không? Còn ví dụ như chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ thôi mà nó cực kỳ gắt. Đó, ví dụ như mình ví dụ như có một chuyện gì đó đỡ mình tức giận đi. Mình tức giận chỉ 20% thôi. Nhưng mà nó tức đến 70-80% nó hô hào. Đó. Vậy á. Ra miệng kinh giải quyết. Từ từ rồi anh em sẽ hiểu nhau. Nên là Khải nói là trong ban chỉ có mình Duy thôi. Thì cái gì nếu mà gặp vấn đề gì anh em thông cảm thì cái gì từ từ nó mới hiểu được chứ còn chứ mới vô mà nhiều khi gặp vấn đề gì đó mà anh em lại mất đoàn kết với nhau thì nó đâm ra nó không hay. Đó. Đúng rồi, vậy là ông Duy đó là phải cho ông coi phim đúng Long Tử thôi. Một mình Duy thôi, còn một mình Duy thôi. Ừ, tại vì thằng Long Tử là nó kêu nóng á là đại kỵ của công thành chiến đó. Đó. Nghe anh em. Dạ thôi anh em. Duy là đó lên phòng riêng nó chịu với Hồng Bết đi. Dặn đi cho đỡ mai mốt Hồng Quyên. Vậy có anh. Đây cho tụi tao, đây cho tao mà. Cái gì mai mốt khỏi bự nữa. Ừ. À, anh em nào trong Discord ban mình đổi tên cho em mau tiếng anh ơi. Ờ đổi tên này nè. Rồi anh em nói chuyện giao lưu nha. Khải Khải admit cho con nó ngủ khoảng 5-10 phút lên tiếp anh em ơi. Khải tắt livestream luôn á. Cái gì hẹn anh em livestream ngày mai tiếp tục hoạt động ban em ơi. Ngày mai hoạt động đầu tiên mong rằng anh em hai ban hợp sức 8 giờ quán online xong sớm khoảng 7:30-7:45 rồi đánh hoạt động cho nó vui nè. Dạ nha. Khải off livestream rồi Khải cho con ngủ ngay ra nói chuyện tiếp. Dạ nha anh em ơi. Ok. Báo tiếng là xa bên cái xe máy vậy. Rồi ok nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha. Chúc anh em ngủ ngon nha.